Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Xe Cúp. Và đây là bộ một chi à, 4 món của xe đèn vuông. Xe đèn vuông nó khác gì với xe đèn tròn. Xe đèn vuông thì cái giắc này nó màu đen và trong đây nó có 5 cộng. Nó thêm một cộng dây mát phía bên dưới, còn xe đèn tròn nó có 4 cộng. Nó không có cộng dây mát. Vậy thì chúng ta lấy cộng màu đen, giắc màu đen này nè, chúng ta găm vô xe 8186 được. Tức là bộ này chúng ta xài chung cho 8186 được. Nhưng mà bộ có 8186 lấy xài cho xe đèn vuông thì không được, tại vì nó thiếu cộng dây mát. Thì đối với thằng đèn tròn thì khi chúng ta lấy tóc, chúng ta xài chung cho 8186 thì chúng ta găm vô, chúng ta sẽ găm lại lên một chút, nó sẽ dư cái cộng này ra, không xài cộng dây mát. Đó, tại vì đèn vuông nó có nhiều cộng dây mát thôi. Đây, đây là nắp xăng. Rất là đẹp nha các bạn. Đây, rất là đẹp. Một chìa mở được 4 món nha. Đấy, rồi đây là khóa nón trong thùng xăng, chúng ta tự gắn được nha các bạn. Những cái này chúng ta tự gắn được, không cần phải thợ nha. Rồi, khóa cổ xe và khóa điện đó. Đây, một chìa 4 món, có nghĩa là chúng ta lấy một chìa chúng ta dặn được 4 cái. Tại sao mình phải xài một chìa 4 món này? Để cho nó tiện. Nếu mà không xài được 4 món thì mình sẽ dùng 4 chìa, 4 ổ 4 chìa. Đó, một chìa được 4 món nha các bạn. Có 3 chìa. Rồi, một chìa 4 món gắn cho xe đèn vuông, cho xe 82, 84 custom là đúng chuẩn. DD nó cũng là đèn vuông nhưng mà nó không xài 5 giây mà xài 4 giây. Nó xài 4 giây giống 8186. Và chúng ta cũng có thể gắn được cho DD. Gắn được cho DD nha. Như vậy bộ này có thể xài chung được cho 81 nè, 86 nè, 82, 84 custom DD xài chung hết cho mọi xe. Nhưng riêng thằng đèn tròn thì không gắn được cho xe đèn vuông thôi. Lưu ý vấn đề đó nha, bộ này gắn được cho mọi xe, một chìa 4 món. Cái mặt ở trên này nè, đèn tròn hay đèn vuông nó đều giống nhau nha các bạn. Giống nhau và kích cỡ này nó đều giống nhau hết. Gắn được mọi loại xe nha. Cái này gắn riêng cũng được. Charlie cũng được. Được hết luôn nha. Cái gì này thôi, còn mấy cái này thì nó liên quan. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Và để theo dõi kênh video Phụ Tùng Ring thì các bạn có thể theo dõi bên trên kênh Phụ Tùng Ring bằng cách nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Ring. Để mỗi khi mình up sản phẩm mới lên điện thoại, các bạn sẽ xuất hiện dòng thông báo và chúng ta lên chúng ta coi liền. Cái thứ hai là phương thức mua hàng thì mình đang ở Sài Gòn, các bạn mua hàng thì quay trực tiếp bên số của mình để lấy, hoặc là chuyển khoản bên mình ship bưu điện cho các bạn. Chứ ở xa bên mình không bán ship code nha, lưu ý chuyển khoản bên mình ship bưu điện. Và để xem thêm hình sản phẩm cũng như là chất lượng video, các bạn có thể nhắn tin trong Zalo cho mình, mình sẽ trả lời cho các bạn trong Zalo nha. Và tốt nhất thì gọi trực tiếp. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.